Thường đáng trông chờ vào cái quyết định chính phủ. Tất nhiên cho nên là có những cái dao động trong tư tưởng. Và có trên cơ sở đó thì một số phần tử như lợi dụng cái đó để kích động bà con và có thể nó tạo ra những cái việc bất ổn trong an ninh trật tự. Không phải sự cố môi trường biển đó là cái mục đích họ để họ đánh phá, mà họ chỉ dựa vào đó để họ tìm kiếm các cuộc biểu tình. Mục đích chính của họ là tìm kiếm các cái lực lượng cho họ. Họ rất khó tiếp cận với lực lượng nếu không có người nắm địa bàn. Cái việc đó thì ta không không nói ra thì mọi người người ta cũng nhận thấy được, có những người bọn Việt tân đang rả ra mọi hình thức để dụ dỗ những người siêng ăn nhạc làm cho vài ba đồng rồi ăn rồi đi là phá hoại. Những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự ở bên ngoài và những tiềm ẩn ở bên trong, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường cán bộ xuống địa bàn cơ sở, phát hiện đấu tranh ngăn chặn những mưu đồ phá hoại ngay từ trong trứng nước, vạch trần thủ đoạn đối tượng chống đối bên trong, câu kết đối tượng tay sai của tổ chức phản động từ bên ngoài, thiết lập lại tình hình an ninh trật tự. Những mắt xích trong các tổ chức phản động lần lượt bị bóc gỡ, gồm Trương Minh Tam, sinh năm 1970 tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chu Mạnh Sơn, sinh năm 1989 tại Yên Thành, Nghệ An. Sơn được nhiều cá nhân tổ chức phản động trong nước liên hệ, trong đó có tổ chức phản động Việt Tân tại Mỹ lôi kéo đề nghị tham gia. Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thành viên của tổ chức phản động khủng bố Việt Tân. Để thực hiện mưu đồ chính trị, Việt Tân đã dùng tiền hỗ trợ Nguyễn Văn Hóa sang Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines để trang bị thêm kiến thức về tự do dân chủ và phát triển lực lượng. Sau khi được kết nạp vào tổ chức Việt Tân, Hóa được giao nhiệm vụ tuyển lựa, xây dựng và phát triển lực lượng, nắm bắt tình hình trên địa bàn Hà Tĩnh. Triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác để mà đấu tranh mạnh mẽ với các cái loại là đối tượng phản động chống đối cơ hội chính trị, đối tượng cực đoan là có những hành vi là kích động nhân dân gây phức tạp về an ninh trật tự, cũng có hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Điển hình như là đã điều tra khởi tố bắt tạm giam là đối tượng Nguyễn Văn Hóa để điều tra về cái hành vi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ảo vọng về chính trị của một số đối tượng dựa trên các thế lực thù địch ở nước ngoài đã thể hiện rõ qua các cuộc biểu tình gây rối nhằm tiến tới cuộc cách mạng màu, thực hiện âm mưu bạo loạn, lật đổ, được dẫn dắt dưới bàn tay của thế lực nhân danh Công giáo. Điển hình, vụ gây rối tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà ngày 3 tháng 4 năm 2017 không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng thực hiện được. Triệt để sử dụng chiêu bài cổ vũ, các đối tượng phản động đã câu kết với đối tượng cực đoan, chống đối, dùng nhân dân là bình phong để tổ chức biểu tình gây rối. Các đối tượng gồm Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983, tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thành viên tổ chức Phong trào Lao động Việt. Bạch Hồng Quyền, sinh năm 1989, quê thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thành viên tổ chức Con đường Việt Nam, đã vào kích động người dân ở giáo xứ Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm một chiến sĩ công an bị thương, bao vây, đập phá tài sản nhà trưởng Công an xã Thạch Bằng, kéo lên trụ sở Công an huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, gây mất trật tự an ninh. Mới đây, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Xuân, sinh năm 1976, ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian qua, tôi đã tham gia vào Hội Anh em Dân chủ miền Trung. Đây là một tổ chức phản động có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản thân tôi đã từng giữ chức vụ phó ban điều hành cùng với các cái thành viên trong Hội Anh em Dân chủ miền Trung tuyên truyền nói xấu chế độ, xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước,
gây rối, kích động biểu tình, gây bất ổn an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc nhằm làm suy yếu chế độ để thay đổi chế độ xã hội hiện nay. Tôi nhận thấy những hành vi trên là vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam. Bản thân tôi xin một lần nữa được nói lời xin lỗi đến chính quyền và nhân dân, hãy tha thứ cho tôi. Và qua đây tôi cũng xin nhắn gửi với tất cả những người, đặc biệt là người trẻ, đừng vì bất cứ một lý do nào đó mà nghe lời xúi dục của các tổ chức phản động sai phạm vi phạm pháp luật. Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Trần Thị Xuân đã hoạt động dưới sự chỉ đạo của tổ chức phản động, móc nối, câu kết với nhiều đối tượng cực đoan, kích động quần chúng, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Với phương châm kiên quyết, khôn khéo, lực lượng an ninh phân hóa, cô lập các đối tượng để nhân dân hiểu rõ đâu là âm mưu của các thế lực thù địch, đâu là bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ, không nghe lời xúi dục, làm bình phong cho các đối tượng tổ chức các hoạt động chống đối, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong các mối quan hệ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, có biện pháp giáo dục các đối tượng cực đoan sớm tỉnh ngộ, không vì đồng tiền mà đi ngược lại điều răn của Chúa và lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cơ quan thông tấn báo chí đã vào cuộc tuyên truyền những âm mưu thủ đoạn chính trị, phơi bày những hành động xảo trá của các đối tượng núp bóng với cái gọi là nhà dân chủ, nhà hoạt động, để nhân dân nhận diện, cùng đồng lòng đồng sức xây dựng và phát triển quê hương. Các đối tượng phản động đã nhận ra lỗi lầm và ước mong làm lại cuộc đời. Cho bị cán nói lời xin lỗi sâu sắc tới toàn thể nhân dân Việt Nam, cùng như là Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền cả cấp. Những cái hành vi của bị can đã thực hiện sự việc gây xâm phạm như vậy, mong rằng toàn thể nhân dân được chính quyền và các đoàn thể tháo giảm cho bị can, để bị can có một con đường quay trở lại làm lại cuộc đời. Sức mạnh để đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử phản động chính là khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn triệt để những mầm móng manh nha hoạt động của các phần tử phản động thì các thế lực thù địch khó có thể thực hiện được mưu đồ chính trị đen tối. Để xảy ra cái sự cố trên địa bàn trong địa bàn thì chúng tôi cho rằng là cấp ủy chính quyền địa phương thì điều quan tâm nhất của chúng tôi đó là công tác là vận động và mặt quần chúng, tức là có thể nói rằng không có gì sức mạnh nào bằng sức mạnh quần chúng. Khi chúng ta nắm được tâm tư nguyện vọng hay là nắm được nhân dân thì mọi việc có thể giải quyết một cách tốt nhất. Mấu chốt của vấn đề liên quan an ninh trật tự thì phải giải quyết ngay từ khi còn là nó chưa phát sinh, mà nó được thể hiện bằng các mối quan hệ kinh tế, các mối quan hệ dân sự, các mối quan hệ hành chính, để làm sao đó người dân thực hiện đúng pháp luật. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, các loại tội phạm mới, các vấn đề về an ninh phi truyền thống, cần một giải pháp, một chiến lược lâu dài, xây dựng đội ngũ công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc là dựa là đấu tranh kiên quyết, trấn áp với các loại tội phạm để giữ gìn cái tư tưởng phép được, để giữ cái ổn định chính trị xã hội, với cái việc là đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tôn trọng bảo vệ nhân dân, thì được đó là đặt ra cho là cơ quan công an có những cái khó khăn, đòi hỏi phải hết sức là linh hoạt, sáng tạo, hết sức là tỉnh táo, thực hiện yêu cầu là đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Những hành động chống phá sau sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hàng loạt những mưu đồ toan tính lật đổ chế độ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của thế lực thù địch. Nhưng với bản lĩnh, ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tạo nên một bức thành đồng vững chắc, không gì lay chuyển được. Trong gian nan và thách thức ấy, lực lượng an ninh luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đảm bảo an ninh quốc gia, tỏa sáng với những chiến công thầm lặng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, đập tan những ảo vọng, những mưu đồ chính trị đen tối, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.